thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm qua 25 tháng 9 BOT Cai Lậy đã chính thức vận hành thu phí thử nghiệm trên quốc lộ 1. Tuy nhiên bất chấp sự có mặt của cơ quan chức năng nhiều lái xe đã không tuân thủ quy định thu phí. cụ thể từ đầu giờ chiều đã có hàng chục nhân viên tại trạm thu phí BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1 tập trung tại khu vực cabin để hướng dẫn phương tiện qua trạm khi ô tô đến khu vực cabin nhân viên sẽ ra hiệu lệnh tài xế dừng xe trong khoảng vài giây. dù vậy trong buổi đầu tiên thử nghiệm nhiều lái xe tài xế xe tải container vẫn phóng nhanh qua khu vực trạm với tốc độ cao, gây mất nguy cơ an toàn giao thông. Và trước tình trạng này, thì giám đốc công an điều giám đốc trung tâm điều hành BOT Cai Lậy cho biết, một phần do các tài xế sai phạm, tuy nhiên cũng có lý do khách quan tại trạm BOT Cai Lậy đã không hoạt động nhiều năm nên tài xế thường chạy qua khu vực với tốc độ cao. Vì vậy, việc thu phí thử nhằm tạo thói quen đi chậm lại cho tài xế.